Leo make up sự tiệc cho người đẹp Nicky Đỗ. Hello mọi người, lại là team My Fan đây. Hiện tại chúng mình đang make up cho một cô gái đến từ Sài Gòn với yêu cầu một lớp nền láng bóng và không trôi, quá là đơn giản cho team mình rồi. Từ ngày nắm trong tay công nghệ full nền Evert thì team My Fan đã ứng dụng 100% cho khách hàng để mang đến cho chị em một lớp nền vô cùng là hoàn hảo. Với một chiếc nền thật là mỏng mịn căng bóng thì không thể thiếu được điểm nhấn cho Leo ngày hôm nay mà team My Fan lựa chọn cho người đẹp, đó chính là đôi mắt. Kỹ thuật cắn bi đa tầng sẽ giúp đôi mắt trở nên long lanh nổi bật hơn để người đẹp tỏa sáng trên sân khấu Voxy tại khách sạn Dai U Hà Nội nè. Bởi vậy người ta nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, không sai một chút nào luôn cả nhà. Người đẹp Nicky Đỗ với vai trò là đại sứ thương hiệu của nhãn hàng Voxy nên team mình lựa chọn các nét make up vô cùng trẻ trung, sang trọng phù hợp với chị. Một chiếc môi căng mọng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo với outfit ngày hôm nay. Trang phục mà người đẹp Nicky Đỗ sẽ mặc trong sự kiện của nhãn hàng thì team mình đã lựa chọn ngay một chiếc tóc búi vô cùng là xinh xắn cho chị nè. Đồ make up và làm tóc mà chị em chúng tôi buôn đủ thứ chuyện luôn á. Đúng là gặp nhau rồi thì thật khó lìa xa mọi người ạ. Chị Nicky Đỗ tuy ở trong Sài Gòn nhưng lúc nào chị cũng nói rất là nghiện các layer make up của team My Fan nên mỗi lần ra Hà Nội kiểu gì cũng phải book make up của My Fan cho bằng được mới chịu cơ. Và mọi người cùng ngắm nhìn sự xinh đẹp mà team My Fan dành cho người đẹp Nicky Đỗ nha.